xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác đằng xa. Hôm nay kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu, hôm nay tiếp tục giới thiệu bà con em mà Kubota rất nổi tiếng đến từ Nhật, đó là M6970. Thì lúc trước nay tôi cũng đã giới thiệu cho bà con 5950 rồi 7970, bên hôm nay là 6970. Đó, máy đang nổ, chúng ta thấy là một tiếng nổ rất là tự nhiên, hoàn toàn không có khói luôn nha bà con. Đó, bà con thấy là bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con test cho bà con xem, biểu diễn một cách rất là thực tế cho bà con xem về cái con máy này luôn. Và đây là cái lớp trước đây, chúng ta thấy là cái lớp trước này có cái thông số kỹ thuật là 9.524. Đây chúng ta thấy là hệ thống là mâm, móc, vít rất là hoàn thiện luôn. Và đây là cái cầu trước đây. Tôi chỉ lại con này có 69 mã lực loại 2 cầu, số cơ, động cơ có 4 máy. Bây giờ đây có đầu ta lái trợ lực luôn. Nay chúng tôi quay một cái khoảng không gian rộng để chạy thử cho bà con xem luôn. Chúng tôi test mẫu cho bà con xem. Đây là cái hệ thống cái máy phía bên phải, mà phía gấp máy phía dưới nha. Chở đuôi mở cho con bà con xem cái máy nhé. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên phía trước. Đây chúng ta thấy là Kubota, đây có logo. Và đây là cái đùi phía bên cái cầu trước, mà phía bên trái cái con Kubota này. Đây nhưng mà chúng tôi đang mở cái lưới hồng ra để cho bà con xem cái máy bên trong. Là bây giờ chúng tôi sẽ đẩy lại, giờ chúng tôi đi qua phía bên phải con Kubota này trước khi chúng tôi chạy cho bà con xem. Đây, chúng tôi quay một lần nữa phía bên phải cho bà con xem nhé. Đây, và đây là cái đường đi lên cabin. Rồi trước đó thì chúng tôi sẽ quay hệ thống bánh sau, chúng ta thấy là cái lớp cực kỳ đẹp luôn. Có thông số kỹ thuật là 18.430. Đây chúng ta thấy là cái gai, chúng ta thấy những cái sợi lông còn trên cái bánh xe luôn. Đây chúng ta thấy rất đẹp luôn. Và đây là cái đường để chúng ta bước lên trên cái cabin này nhé. Đây bây giờ chúng tôi đang đi lên trên, chúng ta thấy là rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Và đây là cái đồng hồ, chỉ có chưa được 1.500 giờ nhé bà con. Xe đang lăn bánh. Bây giờ chúng tôi sẽ mở ra cho bà con xem cái mở cái lưới hồng này ra cho bà con xem cái động cơ máy có 4 máy nha. Đây bà con cứ vui là thưởng thức cái chúng tôi quay rất kỹ cho bà con xem. Đây là chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy thử cho bà con xem. Rồi chúng tôi đậy cái bằng lưới hồng là bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành biểu diễn. Hôm nay có một cái không gian rất là rộng cho nên là chúng tôi sẽ chạy thử biểu diễn cho bà con xem. Bây giờ chúng tôi lấy cái lưới hồng nha, bây giờ chúng tôi chạy cho bà con xem cái động cơ nó hoạt động luôn. Chúng tôi để qua một bên, bây giờ chúng tôi chạy luôn. Rồi với lại đây là con Kubota, một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng là Kubota 6970. Con này có 69 mã lực loại 2 cầu, tay lái trợ lực, số cơ bên cơ, động cơ có 4 máy luôn, nói chung là rất là hoàn thiện.
coi như tôi là Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho bà con khu ta 6970 đây, lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu con cái mờ này. Thì các cái clip trước thì chúng tôi giới thiệu con 5950 rồi 9550 rồi 10570 rất nhiều, nhưng con 6970 này hôm nay lần đầu tiên chúng tôi quay. Đây là hệ thống là máy móc chạy rất là còn sáng, chúng ta ngồi lên rất là thoải mái để chúng ta điều khiển cái con cua tai màu 6970 này. Cái khoảng không rất là rộng cho nên chúng tôi biểu diễn cho bà con xem tận mắt nó hoạt động nó mạnh mẽ như thế nào. Còn bây giờ chúng tôi đi vào phía sau nhé, chúng tôi chưa quay phía sau, bây giờ chúng tôi quay phía sau bà con xem. Đây chúng thấy cái đây là cái cầu sau, đây là thanh kiếm nó đang nâng lên hạ xuống, có cái ben lên cơn. Đây chúng ta ra, chúng tôi đang biểu diễn cho bà con xem cái hệ thống cái ben cơ nó đang nâng lên hạ xuống cho bà con xem. Rồi, ở đây chúng tôi đi một lần nữa trước khi chúng tôi kết thúc nhé. Rất là hoành tráng luôn, giờ tôi đi một vòng luôn nhé. Máy nổ rất là êm luôn đây. Vâng, xin cảm ơn anh chị em cô bác gần xa đã theo dõi kênh YouTube tôi rất nhiều. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhé. Và kính chào, hẹn gặp lại bà con vào một clip gần nhất. Đây chúng ta thấy cặp bánh rất là đẹp luôn, rồi xuất sắc luôn. Vâng, trân trọng cảm ơn và kính chào nhé. Đây là hệ thống cái ghế ngồi đây, chúng ta thấy là rất là đẹp luôn.